Xin chào, chúc là nhóm Double We. Trước đây, chúng tôi giới thiệu về các phát âm A, nhớ không? Nhớ chứ, ok, cảm ơn nha. Nhưng lát tiếng Việt lát khó. Tại vì tiếng Việt là có rất nhiều loại A. Nhưng mà tiếng Nhật là ít khó, chỉ có một loại thôi. Nên rất khác nhau. Hôm nay chúng tôi giới thiệu về tổ khác phát âm của người Nhật và người Việt Nam. Ví dụ là Việt Nam. Nhưng người Nhật nói là Việt Nam. Nếu các bạn viết bằng tiếng Việt thì như này nè. Này, Việt Nam. Cái này là tiếng Nhật nè. Bê tông là dễ lắm. Nghe tiếp. Kimono. Người Nhật nói là kimono. Biết bằng tiếng Việt là như này. Kimono. Dễ lắm. Kanagawa. Kanagawa là một tỉnh trong Nhật Bản. Người Nhật nói là Kanagawa. Nên biết bằng tiếng Việt là cái này. Kanagawa. Đúng không? Đúng. Nghe giống như vậy. Đúng không? Đúng. Ok. Kanagawa. Hãy luyện tập nói như này nè. Nếu nói như vậy Kanagawa thì mọi người sẽ trở thành giống như người Nhật nhé. Các bạn ơi, nếu thích video này thì like, share và subscribe nhé. Chúng tôi là nhóm Double Win.